Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của vị chú Vi hôm nay có thể bằng tin trong nước là một tin rất là nóng và sốc đó là một nhóm người có vũ trang đã tấn công vào đồn cảnh sát tại một à, ở Việt Nam vụ tấn công hai trụ sở công an ở Đắk Lắk và đã làm cho rất người nhiều người chết và hai người dân thường cũng bị tử vong. Hiện tại, công an tại tỉnh Đắk Lắk Việt Nam đã bắt giữ 16 nghi phạm. Đực lực lượng chức năng ở Việt Nam ở tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 nghi phạm tham gia tấn công trụ sở công an xã ở tỉnh Đắk Lắk là một số công an xã, công an cán bộ xã và người dân thường ở đây thương vong. Trung tướng Việt Nam Toan So, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho đến tính ngày 16 giờ 30 ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng ở Việt Nam đã bắt giữ 16 nghi phạm liên quan với vụ tắt gông hai trụ sở công an xã ở huyện Cù Đắk Lắk vào sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai người dân bị bắt làm con tin, người dân thứ ba tự giải thoát như vậy đến nay không còn ai bị nhóm nghi phạm bắn làm công tin. Trung tướng uh, Toan So cho biết thêm các đơn vị chức năng đang tiến hành duy quyết liệt, duy bắt những người còn lại của nhóm nghi phạm tấn công hai trụ sở công an ở đắk lắc. Theo bộ công an việt nam, báo cáo của công an tỉnh đắk lắc cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm 11 tháng 6 tại huyện cư khinh một nhóm người đã dùng súng tấn công vào trụ sở công an xã Othiel và Okrum làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân. Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo công an tỉnh Tắc Lắc và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người trên. Bộ Công an đề nghị người dân huyện Krukin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện các yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến cấm người trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan cơ, uh, gần nhất và trên mạng xã hội đã dấy lên uh, và nhiều người chưa biết về tình hình tại một số à, uh, uh, một số tỉnh một số huyện ở Đắk Lắk khi mà à, uh, những nhóm người này khi mà có những thông tin có những nhóm này có thể liên quan đến hội thánh tinh lành đấng Chris Đại Nguyên mà đây là một nhóm mà chính quyền Việt Nam đưa vào danh sách là gọi là phản động vô vong khi mà lợi dụng quyền tự do tôn giáo để muốn tách ra lành vùng tự trị Việt Nam mà có liên quan đến những cái tổ chức Fluoro trước đây. Đây là hình ảnh của ông Aga, một người một người dân độc ED của tổ chức à, tinh lành đắng Chris Tây Nguyên hiện nay đang à, sinh sống tại um, tiểu bang North Carolina. Ông này cũng là, cũng được, uh, cũng bị chức quyền Việt Nam uh, phát lệnh truy nã vào năm 2017 uh, về tội danh khởi tố là tổ chức người khác uh, trốn đi nước ngoài và được cho là uh, lãnh đạo, uh, lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo tinh thần của uh, Hội uh, Thánh... Uh, tin lành đắng Chris và có thể liên quan đến à, à, đến à, nhóm người đã đã gọi là có thể nói là đây là một sự khủng bố tấn công vào cơ quan công an và làm chết nhiều người à, thực thi à, pháp luật ở Việt Nam và có hai người dân thường bị chết và chúng ta thấy là nhiều tổ chức hoặc cá nhân à, chống đối à, chính quyền và ở Việt Nam họ đang rất là hoan hỉ khi có sự chết chóc này gần đây các tổ chức uh, các tổ chức uh, hải ngoại ở Việt Nam cũng uh, trong đó có tổ chức uh, PBSOS cũng đã phỏng vấn uh, ông Aga và có nhiều cái uh, liên hệ mật thiết với tổ chức này để trở lại chúng ta uh, tìm hiểu thêm về cái tổ chức Furo đó là một cái tổ chức như thế nào tổ chức Furo là một cái tổ chức mà gọi là tổ chức thống nhất đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, và tắt là Furo và tổ chức này à, đã từ à, đắc đao rồi, chống đối về à, cả chế độ, à, chế độ trước năm 1975 và hiện tại và có liên quan đến hợp tác chặt chẽ với chế độ khơ may đỏ khơ may đỏ của burlap trước đây và nhiều chất đã lợi dụng cái việc uh, tự do tôn giáo trong đó việc uh, gọi là hội thánh hội uh, thánh tinh lành uh, của hội uh, thánh tinh lành uh, đắng chris để kích động những người dân ở đây bạo loạn. Và đây là một số à, một cái một cái cái hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội khi mà thông tin à, rò rỉ trên mạng xã hội một thông báo của Bộ an nói chính xác về những cái đối tượng này, đó là vào 11 tháng 6 năm 2023 có khoảng 30 đối tượng mặc đồ răng ri Bịt mặt sử dụng vũ uh, xe máy có vũ trang bất ngờ uh, được trang bị 30 người thì chắc chắn là có những chắc chắn là có những thế lực uh, ở bên hải ngoại và từ Thái Lan trang bị vũ trang. Chắc chắn là uh, những đối tượng ở bên Thái Lan đã trang bị những cái vũ trang này tấn uh, công uh, bất ngờ vào trụ sở công an xã Y Tiêu, huyện Kukrin Sau đó nhóm đối tượng này tiếp tục di chuyển tấn công người dân đi đường và trụ sở công an xã ikrum huyện kuhkin làm hy sinh bốn đồng chí công an cán bộ xã người dân bị thương một số người xác định đây là nhóm hoạt động khủng bố có vũ trang đặc biệt nguy hiểm hiện nay chưa kiểm soát và tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác đó là thông tin rò rỉ một thông báo của bên bộ công an của việt nam và ở đây có thể là một nhóm một nhóm khủng bố bị kích động bởi người dân đọc bị kích động bởi những cái tổ chức uh, chống phá uh, chống phá uh, sự ổn định của Việt Nam ở bên hải ngoại và có liên quan đến tổ chức hội uh, thánh tin lành Chris và những cái tổ chức uh, chống phá bên hải ngoại chúng ta đã biết như uh, rất nhiều tổ chức có cả tổ chức như ông, uh, ông tổ chức của ông Đào Minh Quân và rất nhiều tổ chức khác và chúng ta cực lực À, lên tiếng phản đối à, và những cái tổ chức mà khủng bố sử dụng bạo lực để tấn công giết chóc những người à, thay ngay cả những người công an ở Việt Nam những người dân thường và dùng bạo lực để giết người khác là hành vi đáng được lên án kinh tởm à, đây là một số thông tin của vị chủ về vụ việc một nhóm người 30 người được dân bị vũ khí để tấn công vào một cái đồn cảnh sát của Việt Nam làm hiện tại là thông tin là 6 người chết 4 người công an Việt Nam và hai người dân thường à, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin của Việt TV xin chào tạm biệt